Hồi ký chiến trường ca Cuộc chiến đấu ở đồi 508 Đã trải qua hơn 35 năm Vào cái tháng 3 này năm ấy Năm 1985 Tôi lính trinh sát G2 E143 F315 Xin viết đoạn hồi ký chiến đấu ở đồi 508 Cùng với C7 hoành tráng mà cũng bi thương Một ký ức không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ Vào thời điểm này bọn pol pot không thể vượt biên từ đất thái thẳng về campuchia được vì các điểm chốt đã bị bộ đội ta vây chặt chốt giữ nên chúng tìm mọi cách để vượt vào nội địa để đánh phá ta từ hướng ba biên bên đất thái chúng vòng lên hướng bắc mở hành lang vận chuyển vũ khí quân dụng bên đất thái rồi xâm nhập vào đất lào tìm cách qua campuchia nhận diện được tình hình đó đơn vị chúng tôi được cấp trên chỉ đạo thường xuyên tuần tra, truy quét địch, dọc theo đường biên giới cả hai tuyến dưới chân núi thuộc đất Lào và luồn sâu dọc biên giới trên đất Thái. Đặc biệt, tổ trinh sát bọn tôi lúc nào cũng luồn rừng bên đất giặc, bám nắm từng động thái của bọn chúng, kịp thời tham mưu với chỉ huy. Hôm ấy đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua biên giới từ khu vực cửa mở đồi 504 với một đại đội xuyên về đồi 508 tổ trinh sát chúng tôi gồm có ba người vạch lá xuyên rừng đưa đội hình di chuyển âm thầm bí mật từng bước tiến về phía trước đến ngày thứ hai khi mặt trời đã khuất trong rừng mọi thứ trở nên u ám huyền bí và mờ ảo đơn vị chúng tôi vượt qua khe núi lính trinh sát bọn tôi gọi là tụ thủy để dừng quân lúc đó anh mừng tiểu đoàn trưởng người thanh hóa anh giác đại đội trưởng và tôi cùng tổ trinh sát tiến lên phía trước để nắm bắt địa hình và phương hướng tác chiến. 5 giờ, năm người chúng tôi đi thêm một đoạn thì bỗng nghe tiếng xì xào nói chuyện. Tôi vẫy tay nằm xuống. Hai thằng Pol Pot đi vội vã xuyên về hướng Lào. Trời sắp tối, tôi tiến lên phát hiện một hành lang của bọn chúng cắt ngang trước mặt. Cô hội ý chớp nhoáng anh Mừng đưa ra phương án chặn đánh vỗ mặt. Vì phía trước là dốc đứng, phía sau là khe suối. Ngay lập tức, anh cho triển khai đội hình B1 và B2, chặn đầu đường phía Tây cùng hai trái mìn Claymore làm chính diện. B3 chốt ở đầu đường, phía Đông cùng một trái Claymore. Còn cái đám bùng nhùng, bọn tôi bao gồm chỉ huy, anh nuôi, y tá thông tin. Nằm ở giữa ban ngày trên con đường của địch. Đêm nay trời không mưa nhưng sương núi dày đặc. Mừng cùng tôi, hai anh em trong võng nằm sát nhau. Càng về khuya trời càng lạnh. Anh chờ mình không ngủ được, tôi cũng vậy. Anh nói: "Sao mày không ngủ được à?" Tôi trả lời: "Lạnh quá, em ngủ không được." Nhưng thật sự tôi đang lo cho trận đánh, có thể ngày mai hay lúc này không chừng Tôi hồi hộp. Nhưng anh cũng vậy, tôi hỏi sao anh cũng không ngủ. Anh nói: "Sao giờ này nhớ vợ quá." Rồi anh kể chuyện tình của anh từ lúc yêu nhau đến khi thành vợ thành chồng. Tính ra cũng 7 năm gì đó, nhưng dồn lại khoảng vài tháng bên nhau. Đến giờ anh vẫn chưa có con." Anh kể nhiều, nhiều lắm. Còn tôi thì nằm lắng nghe. Tôi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mấy đứa em. Mẹ tôi tảo tuần buôn bán nuôi mấy anh em. Bất chợt anh vỗ vai tôi, nói Thành ơi, dậy đi. Tôi choàng dậy theo lệnh của anh, nhưng trời chưa sáng mà anh. Anh nói, lúc chiều mình thấy hai thằng đi qua, có khi sáng nay nó dẫn đội hình quay về không? Tôi ngần ngừ suy nghĩ. Anh quả quyết chắc chắn, sáng mai nó về. Anh kêu liên lạc ngay bây giờ, kêu đội hình B2 và tháo một quả mìn Claymore cơ động về đầu đường hướng đông chợ biên giới bắt đầu chuyển mình hừng sáng xa xa có tiếng gà rừng trời sắp sáng rồi anh mừng ngồi dậy quấn vội tấm chăn mưa anh nhắc tôi cột dây dày chặt vào tôi cũng vội vã làm theo rồi thu dọn sạch sẽ dấu vết để lại tất cả đã sẵn sàng kể cả anh nuôi hay các bộ phận khác cũng ở tư thế sẵn sàng rồi nằm yên chờ đợi hồi hộp kèm theo nỗi lo âu, trời sáng rõ, bỗng nghe hai tiếng súng vang lên của bọn địch, ở cách ta không xa lắm. Ồ thế ra bọn địch cũng dừng quân ngủ cách ta đâu vài trăm mét. Đúng như dự đoán, chúng tôi đi về hướng đông. Đi đầu là một tốp ba thằng, theo sau là một đoạn tầm 10 mét là mấy con pốt nữ cùng một đám lố nhố. Chúng chỉ mang vũ khí cá nhân, chứ không có ba lô khuôn vác gì chúng vừa đi vừa xì xào không biết nói gì còn ngoái đầu gọi nhau chúng tiến thẳng vào đội hình mai phục của ta nhưng tiếc thật vì địa hình dốc đứng không thể mai phục hàng ngang được buộc lòng phải phục đánh vỗ mặt nếu thuận lợi hơn chúng ta sẽ chiến thắng ngoạn mục hơn nữa quay lại tình hình trận đánh đợi chúng đến thật gần và gần nữa ba thằng đi đầu đã vượt qua chỗ hai trái mìn claymore đợi dáng thêm cho nó dồn tới. Anh giác hạ lệnh, bằng cú bấm mìn, hai quả Claymore nổ gầm lên cùng các loại đạn hỏa lực B-40, B-41 của ta, đồng loạt khai hỏa. Khẩu cối 60 của đại đội cũng bon bon nhả đạn. Tiếng súng AK dồn dập. Ban đầu bọn chúng bị bất ngờ nên khựng lại. Nhóm đi đầu gần như hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, chúng định thần rồi bắt đầu phản kích. Tiếng nổ của đạn B-40 ầm ầm phản lại, mà công nhận bọn Pompot bắn B-40 phải giỏi. Chúng tập trung vào chỗ ban chỉ huy của đại đội, cũng gần khẩu cuối 60 của ta, mà pháo liên hồi. Tôi nằm dưới một gốc cây to ven đường, mảnh đạn cắm toen toét, nhìn mà nổi da gà. Anh mừng cùng nằm bên tôi, bất chợt anh hô, tất cả xung phong. Tôi cũng hô theo, anh đứng dậy, hai tay khoác lên hiệu lệnh xung phong. Chưa kịp theo anh, thì âm, một trái B40 nổ ngay cạnh chỗ anh đứng. Hai lỗ tai tôi ù đặc, trong làn khói đen xì. Phía trước quân ta vẫn sông lên, tiếng súng hai bên vẫn đáp trả liên hồi. Làn khói vừa tan, tôi vẫn thấy anh còn đứng đó. Anh vẫn hô sung phong, rồi anh khụy xuống. Cái chân anh nó khập lại máu chảy ra cái đoạn xương trắng hếu đâm ra ngoài quần anh ngoảnh lại gọi tôi thành ơi mau kêu y tá anh bị thương rồi tôi gọi to y tá y tá đâu lúc đó tôi nhầm đây là đồng chí vinh y tá đồng chí y tá chạy lên nhưng vì quýnh quá đồng chí y tá chạy luôn qua chỗ anh mừng nằm khi vừa quay lại đồng chí y tá mới bỏ cái túi y tế xuống lom khom tìm vết thương anh Mừng lại hét lên. Mau chuyển xuống phía sau, nơi có cái hang đá mà mấy anh đã nấp từ trước. Tôi chạy lên sốc vai anh vác chạy. Vừa chạy khỏi chỗ chừng 5-7 mét, thì một quả bê nữa thổi tung chỗ tôi nằm, hất cả tôi và đồng chí y tá văng luôn xuống vực. Cả người tôi đau ê ẩm. Tôi phụ lấy chiếc kéo, cắt cái quần của anh ra. Chân tôi đạp thẳng vào háng anh để kéo cái xương thụt vào đang còn băng bó thì bọn địch phản công dữ dội hơn nữa. Anh quay sang quát tôi ra lệnh. Thành! Lên nói với anh Giác là chỉ huy bộ đội không được lùi. Tôi hồ rõ rồi tôi chạy đi. Vừa vượt lên phía trước nơi xác của mấy thằng Pốt còn nằm đó. Bất chợt gặp anh Giác chạy xuống. Tôi chưa kịp truyền lại thông tin cho anh thì thấy hai tay anh ôm mặt máu me rầm rề khoát tay ra hiệu cho tôi truyền mệnh lệnh cho trung đội trưởng Nhưng giờ ông trung đội ở đâu Tôi làm sao mà biết Một thoáng nghĩ trong đầu tôi Sông lên hô to cho tất cả sung phong Tiếng hô của tôi mãnh liệt Hòa cùng đồng đội sông lên Tiếng súng thưa dần Thưa dần rồi im lặng Chỉ còn những bước chân sột soạt Của quân ta thu gom chiến lợi phẩm Dừng sâu biên giới Trở nên yên lặng đến lạ thường Cảm giác lạnh người chạy dọc cả sống lưng Tôi quay lại đến chỗ đồng chí Mừng và đồng chí Giác nhờ chỉ thị lúc đó. Anh Mừng nằm trên chiếc võng cột vào đoạn cây rừng nhưng còn để dưới đất do các đồng đội nào đã chuẩn bị sẵn hai cái như vậy cho anh Giác. Anh vẫn còn tỉnh táo. Anh lệnh cho rút. Đồng chí liên lạc chạy đi báo cáo cho các trung đội biết. Tôi vội lấy tấm bản đồ định vị phương hướng và phân công hai đồng chí trinh sát cắt rừng. B1 có nhiệm vụ tải thương đi ngay sau đội hình trinh sát, còn B2 và B3 sau khi rút lui theo đội hình cuốn chiếu, đề phòng bọn địch truy theo. Cũng xin lưu ý rằng, đội hình ta bây giờ đang tác chiến độc lập trên đất Thái Lan. Cấp chỉ huy cao nhất là anh Mừng, tiểu đoàn trưởng, đã bị thương gãy chân. Tiếp theo là anh Giác, đại đội trưởng, cũng bị thương ở mặt hay miệng gì đó. Tôi không rõ, thấy cuốn băng cả cái đầu và cũng không nói được. Còn các đồng chí Bê trưởng thì lo chỉ huy anh em tải thương rồi rút lui cuốn chiếu. Không ai nói với ai lời nào. Tổ trinh sát tôi cắt phương vị, vạch đường về. Còn tôi và đồng chí y tá đi theo sát hai cáng thương. Thỉnh thoảng đồng chí y tá ra hiệu dừng lại để trích thuốc. Tôi ôm tấm bản đồ, xác định từng đoạn đường di chuyển. Hết rừng già, núi dốc, treo leo đến những bãi lau sậy mịt mù vội vã khẩn trương mà im lìm thật đáng sợ. Hai chân tôi lúc này như muốn khuỵu xuống. Nhìn lại đồng đội tôi súng ống nặng nề còn khiêng thương vất vả. Có đồng chí còn vấp ngã rồi gượng đứng lên. Mặt trời đã lên cao nhưng rừng sâu chỉ lọt vài tia nắng xuyên qua kẽ lá. Mồ hôi nhễ nhại. Trời ơi đói. Cái cảm giác bụng cồn cào, chân run cũng không hiểu vì lý do từng bước chân cứ vẹo vẹo siêu siêu lũ mỏng như đói tự bao giờ bu theo cắn một phát cắn thôi ta đã nghe nhói cả người chảy cả máu tươi luôn mồ hôi càng chảy lũ ruột càng thích tôi vừa đi vừa lấy cành lá xua xua nhìn tấm bản đồ mình cũng đi khá xa chỗ đánh rồi lúc này mới dừng nghỉ bộ đội ta tranh thủ ăn cơm nghe ăn cơm chắc chắn rằng ai cũng chỉ nghĩ cơm canh, cá thịt, hay rau xuống nước tương. Đơn giản thôi, chúng tôi đời lính trận, chỉ có gói cơm sấy lạnh ngắt ăn với mắm kem. Giờ này là quý lắm. Tôi cũng ngồi xuống, mở mấy gói cơm. Ôi thôi, gói cơm của tôi nó văng đâu mất tự thủ nào. Rồi đồng chí đồng đội cũng sẽ cho tôi được vài miếng. Lúc này hai thương binh của ta thiếp đi, chỉ còn nghe tiếng rên khè khẽ. Chúng tôi vội vã lên đường, dường như có thêm sức mạnh. Hay nhờ bữa cơm chớp nhoáng mà đoàn quân ta nhanh nhẹn hơn. Lũ ruồi cũng bớt cắn. Trời chiều, chúng tôi về đến chốt 504. Anh Mừng cũng vừa tỉnh lại, anh kêu nước. Nước cho anh miếng thành ơi. Vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh anh. Cái tình cảm vô hình nào đó đã gắn tôi vào anh. Tôi quý anh như người anh, người đồng đội, người chỉ huy. Lúc này trên đỉnh núi 504 thông tin mới mở bắt liên lạc về tiểu đoàn nhờ chi viện khiêng thương. Từ đây về đơn vị khoảng 7 km đường rừng nữa. Nhưng cũng đã có đường mòn của ta, không cần trinh sát dẫn đường nữa. Tạm biệt anh, nắm tay anh chút, xong tôi cùng với tổ trinh sát vội xuống núi, đi như chạy. Lúc này đội hình vẫn còn nằm chốt vội vã trước khi trời tối, nhưng rồi bóng đêm cũng ập xuống đường rừng. Mỗi lúc càng khó đi vập ngã, vướng dây rừng té lăn rồi cũng gượng dậy. Chúng tôi xuống hết núi thì cũng gặp đội hình vận tải của tiểu đoàn hành quân lên tri viện. Những cái bắt tay, những cái ôm chúc mừng thoáng qua. Chúng tôi về đến đơn vị này khoảng 9 giờ đêm. Đồng chí Thiết, tiểu đoàn phó ra đón chúng tôi vừa ôm hai đứa hỏi han tình hình đơn vị tình hình vết thương của hai đồng chí tôi cũng báo cáo ngắn gọn xong chạy thẳng lại nhà bếp nơi anh hậu cần kiếm miếng cơm cơm nguội mà sao ngon đến vậy được thêm một lon thịt hộp nữa thành một bữa cơm tuyệt vời mấy anh em trong đơn vị đến bắt tay chúc mừng niềm vui chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ giờ mới thấy ba thằng tâm sự tụi tôi quần còn, còn có một đống áo thì tả tơi. Ba thằng tôi ôm nhau cười, trời đã về khuya. Tôi ngước nhìn về hướng đồi 504. Giờ này chắc anh cũng còn đâu đó trên đoạn đường về. Quân sự 247, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.